Dạ, xin mến chào quý vị các bạn ha. Hiện tại mình đang có mặt tại Nhành Nhiễu nè quý vị. Thì lời nói đầu tiên cho mình chúc tất cả quý vị có nhiều sức khỏe ha, thành công việc ha. Thì hôm nay anh Nhiễu tiếp tục có một số phô mai tứ quý, nhiều phô mai vàng ha. Quý vị xem tham khảo ủng hộ cho anh Nhiễu tiếp tiếp tục ha quý vị. Rồi em chào anh Nhiễu ơi. Rồi chào Phi, chào bà con đi mọi miền đất nước. Mình nay về được số mai vườn với lại mấy cây tứ quý xin giao lưu cùng bà con. Rồi mong bà con ủng hộ mạnh tay vào ha. Nay là bán giá rất là rẻ nha, Nay là sổ luôn anh. Y như giá sổ vậy đó. Dạ, cái địa Rồi chỉ mình ở đâu ấp anh? Tân Ninh, xã Sơn Đông, chợ Gạo, Dạ, Tiền Giang. rồi lên. Số điện thoại là 0326 09256. Rồi, lên cái số 1 đi anh. Rồi lên cái số 1. Rồi cái số 1 là tứ quý ha. Số 1 thôi tứ quý ha quý vị. Rồi đó, chiều cao là 105. Rồi dạ. Hoành là 31 yếu tính 30 à. Rồi 30 ha quý vị, hình chuẩn 30 đi ha. Để đây quý vị, để quái ha. Tay cầm đi quý vị. Rồi giá lên nhiêu ơi? Rồi giá xin giao luôn là 2 triệu ơi. Rồi mã số 1 2 triệu ha quý vị. Rồi xuống cây luôn anh. Rồi mã số 2 cũng là phôi tứ quý luôn ha quý vị. Mã số 2 cũng là phôi tứ quý nha. Chiều cao là 96. Rồi. Hoành là 21 đúng. Rồi, 21. Xây dòng đế anh. Để đây quý vị. Đế cũng bung đều ha. Giá bình dân tiền nào của nấy quý vị. Về rớt bonsai cũng được ha, cắt lùng lực. Giá lên nhau. Rồi, giá trên giao lưu là 600 ngàn. Rồi, mã số 2 600 ngàn ha quý vị. Rồi mã số 3 là mai vàng nhau. Rồi mã số 3 mai vàng ha quý vị. Cây lực ha. Chiều cao nhiều rồi. Mai vàng, mai vườn thiên nhiên mình ha quý vị. Chứ không phải mai công nghiệp ha. Chiều cao là 91. Rồi chiều cao 91. Hoành thân đây là đúng 30. Rồi hoành chuẩn 30 ha quý vị. Thế đây quý vị. Giá mềm cho bà con lên về ghép luôn. Rồi. Rồi giá lên nhiều rồi. Giao lưu giá là 600 ngàn à. Rồi mã số 3 600 ngàn phôi mai vàng. Rồi xuống cây luôn anh. Rồi mã số 4 là hai cây, hai cây hai ba ba cây hao quý vị. Rồi mã số 4 ba cây. Rồi mã số 4 có ba cây nhau. Rồi anh cho bản thân đi nhiều rồi. Rồi chiều cao chút mình tính hào hào thôi. Hoành thân là 26. Rồi cây đầu tiên 26. Một cây này cũng 26 nhưng mà tính 26 luôn. Rồi. Còn cây này thì nó hơi bự. Hoành thân tới 29 lận. Rồi. Đầy đế ha quý vị. Nói chung giá tiền nào của nấy quý vị ơi. Chiều cao thì nó tầm 5 tấc trở lên tới 1 mét ha quý vị. 3 cây. 3 cây giá sao anh nhiều? Rồi 3 cây này nhau lưu giá 1 triệu. Rồi 3 cây này 1 triệu ha quý vị. Hoành to mà giá nhỏ ha. Bao ship quý vị ha. Cái giá đó là ảnh bao hỗ trợ phí ship tới nhà quý vị ha. Hỗ trợ phí ship tới nhà. Rồi cái mã số 4 là 1 cây ha. Mã số 5. Rồi mã số 5 ha quý vị. Mã số 5 là 1 cây. Chiều cao là 94. Rồi. Hoành thân nó là yếu 32 tính 31 rồi. Rồi. Hoành thân là 31. Rồi giá lên nhiều rồi. Xin giao lưu giá 1 triệu thôi. Rồi mã số 5 triệu không quý vị. Rồi xuống cây luôn à. Bầu quá nặng. Mã 7. Rồi mã số 7 quý vị. Rồi mã 6 chứ. Mã 6 mà đi mã 6. Mã 6 rồi cho rồi, chiều chiều 3 nó là chiều 3 nó là 38. Rồi 30. Chiều 3 nó là 40. Rồi bản thân anh. Hoành thân đó là dư 30 tính 30 thôi. Rồi, đây để quái không quý vị. Rồi giá lên nhiều rồi. Rồi xin giao lưu giá là 1 triệu. Rồi mã số 6 1 triệu không quý vị. Qua video thí dụ quý vị thích cái nào cứ mạnh dạn alo trực tiếp cho anh Nhiễu không quý vị. Cứ alo qua chốt quý vị ơi.
giá này nay anh giá sổ. Rồi mã số 7, chiều cao anh. Rồi mã số 7, chiều cao là 114. Rồi. Hoành thân là đúng 28. Rồi. Để đây quý vị, cộng lực ha. Quái quý vị. Rồi giá luôn à. Rồi giá xin mã số 7 này xin giao lưu với là 600 ngàn. Rồi mã số 7 600 không quý vị. Rồi xuống cây luôn anh. Giờ bạn xích ra. Giờ bạn lại đẳng cho nó gần đỡ nạn. Rồi mã số 8 2 cây ha quý vị. Rồi. Chiều cao đó là 72. Rồi thôi khỏi đâu chiều cao đâu bình thân anh nhiêu? Bình thân ha. Tại ngang nữa. Bình thân là 29. Rồi. Bình thân cây này. Đó là 27. Rồi, đây để đều quý vị. 29. 27 29. Chiều cao thì gầm tầm 7 tấc ngang ngửa không quý vị. Rồi mã số 8 cặp này ra. Mã số 8 này cặp này xin giao với giá là 700 ngàn. Rồi mã số 8 700 ngàn không quý vị. Rồi bao ship bây giờ tới nhà ha. Bao ship bây giờ tới nhà. Rồi để. Rồi mã số 9. Mã số 9 là 6 cây anh. Chính là 6 cây mà vậy. Rồi anh đo hoành thân một cây nhỏ với cây lớn cho em được rồi. Một cây nhỏ nhất này tại vì cái số lượng anh nhiều thời gian nên cũng nó hơi dài nên mình một cây nhỏ nhất là 15 dư tính 15 thôi. Rồi. Còn cây lớn nhất đi. Cây lớn nhất là 20, đúng 20. Rồi. Thì cái giá hả quý vị? Cái giá bình dân giá chỉ mấy trăm ngàn quý vị ơi. Nên mình cũng hao hạo thôi tại cái số lượng anh nhiều. Cái chiều cao thì cũng tầm từ 4 tấc tới 6 tấc hả quý vị? Nó thì qua cái video này quý vị chưa rõ chi tiết qua số Zalo của anh Nhiễu không quý vị để quý vị xem rõ chi tiết và giá lên nhiều. Rồi xin giao lưu giá là 1 triệu. Rồi 6 cây lô mã số mã này mã số mấy vậy? Mã số 9. Mã số 9 6 cây 1 triệu không quý vị. Rồi mã số 10. Rồi mã số 10 nhá. Cũng là 6 cây luôn. Mã số 10 này có 7 cây à? 7 cây. Hoành nó dao động như nhiêu anh? Hoành dao động 15. Rồi từ 14 tới 15. Rồi, hoành dao động từ 14 đến 15 thì trong đây có cây này nhỏ nhất không quý vị? Chiều cao nó thì tận tầm 4 5 tấc 4 6 tấc ha. Để đây quý vị. Thì đa dạng ha. Rồi 7 cây lô số 10 giá sao anh? Rồi 7 cây lô số 10 này xin giao lưu giá là 1 triệu. Rồi 7 cây 1 triệu không quý vị? Giá rẻ sập sàn luôn. Rồi xuống cây luôn anh. Rồi mã số 11. Mã số 11. Xong này dội bạn nặng. Rồi. Mã số 11 gồm 5 cây ha quý vị. Rồi mã số 11. Anh cho cái cây nhỏ nhất với cây bự nhất đi. Cái cây bự nhất đi ha. Dạ. Rồi cây bự nhất là hoành 20. Rồi cây nhỏ nhất cây này nào. Cây này ha. Dạ. Là hoành 17. Rồi hoành thân dao động từ 17 tới 20 ha quý vị. Đây để ha quý vị. Nó cũng đa dạng ha. Về quý vị cắt là chỉnh sửa ha quý vị. Chiều cao nó thì cũng tầm 5 tấc tới 7 tấc hả quý vị, nhưng mà mấy này về quý vị có thể thúc lại bonsai chiều cao mình nghĩ không quan trọng quý vị. Về quý vị rút lại bonsai, giá lên anh nhiều. Rồi mã 11 này xin giao lưu với giá là 1 triệu. Rồi mã số 11 giá 5 cây 1 triệu không quý vị. Rồi xuống cây luôn anh. Dạ nhưng cây 200 ngàn quý vị ơi, bao ship quý vị tới nhà ha, tiền ship mỗi cây là trong đó là hết mấy chục ngàn rồi. Thì tất cả mặt hàng anh cũng đều bao sống quý vị ha. Quý vị mua cây nào về cứ thí dụ nó có cái quá trình gì á, quý vị chụp hình gửi Zalo ảnh ha, ảnh hỗ trợ quý vị lại cây khác ha quý vị. Rồi mã số 12 4 cây hả anh nhiều? Rồi mã số 12 4 cây. Rồi anh đo hoành thân 1 2 cây luôn anh. Rồi hoành lớn nhất rồi. Hoành lớn nhất là 23. Rồi. 22 23. Rồi và chiều cao dao động thì từ 5 tới 7 ha quý vị.
cũng đa dạng luôn. Đế đây quý vị, rồi giá luôn anh, mã số 12. Mã số 12 này giá là cũng 1 triệu. Rồi 4 cây cũng là 1 triệu luôn ha quý vị. Rồi xuống cây luôn anh. Giá này quý vị tìm ở đâu ra quý vị? Bao ship tới nhà ha, công cán anh em bứng chưa tính ha quý vị. Mã số 13. Số 13 cũng là 4 cây luôn. Rồi mã số 13 cũng là 4 cây nha. Dạ. Rồi. Rồi anh cho bình thân lên nhé. Này mình thấy cũng ngang ngửa ha quý vị. Bình thân là bình thân 23. Rồi, nó ngang ngửa ha. Nó đều đều ha quý vị. Trên lập thòng 2 phân ha quý vị. Rồi 22 23 nói chung là 22. Tại vì cái giá 23. Chỉ có mấy trăm ngàn quý vị. Chiều cao cũng từ 4 tới 7 tấc ha. Rồi giá luôn anh. Rồi mã 13 này xin giao lưu giá là cũng 1 triệu luôn. Rồi mã số 13 1 triệu luôn ha quý vị. Rồi xuống cây luôn anh. Bổ đồng 250 một cây quý vị. Bao ship tới nhà ha. Rồi mã số 14. Rồi mã 14 nha. Cũng là 4 cây luôn. Cũng là 4 cây đồng hồ hoành thân. Rồi, này là 21. Rồi. Chiều cao cũng 5 7 tấc ha quý vị. Là nói chung là 20 21. Rồi, hoành dao động từ 20 tới 21 4 cây ha quý vị. Cây này có thể hơn ha. Đa dạng quý vị. Rồi giá luôn anh. Rồi, xin giao lưu giá là cũng 1 triệu luôn. Rồi mã số 14 cũng là 1 triệu luôn ha quý vị, 4 cây. Rồi xuống cây luôn anh. Rồi, mã số 15 cũng là 4 cây luôn. Rồi mã 15. Hoành thân cây 1 hay cây đi anh. Chiều cao tầm 6 7 tấc hả quý vị? Hoành này là 21. Rồi. Hoành này là 22 dư tính 22 thôi. Rồi 21, từ 22. Từ 21 tới 22 hả quý vị? Đế đa dạng ha. Rồi giá luôn anh. Rồi mã 15 này cũng xin giao giá là 1 triệu. Rồi mã số 15 triệu luôn ha quý vị. Rồi xuống cây luôn anh. Rồi mã 16. Rồi tới mã 16 nha. Dạ. Rồi đá hậu có 1 2 cái hoành thân. Hoành thân là 23 đúng. Rồi. Cái quái này coi nhiều. Này quái nè. À cái quái này đúng 22, nói chung là 22 23. Đây đế ha quý vị. Đa dạng ha, chiều cao cũng tầm dao động 4 5 tấc. Rồi giá luôn nhiều. Rồi, xin giao luôn giá là cũng 1 triệu. Rồi mã số 16 cũng 4 cây 1 triệu ha quý vị. Rồi xuống cây luôn à. Thì quý vị cứ yên tâm về cái mức độ cây nó sống sót ha quý vị. Quý vị yên tâm ha, mua về chết khi nào cứ chụp hình gửi qua anh nhiều ha. Chụp hình giao lưu gửi qua mình mua cái khác. Số 17. Rồi. Rồi mã 17 ha. Nó đã hạ 1 2 cây hoành thân. Cái hoành là 25. Rồi. Cái hoành này chắc bự. Cái hoành này là 27 đúng. Rồi từ 25 tới 27 đi ha quý vị. Thì nó dao động vậy ha. Trên lệch 1 2 phân ha quý vị. Thì cái giá anh bán có chỉ có mấy trăm ngàn một cây, 2 300 ngàn cây quý vị. Đó phơm cao quý vị. Giá luôn anh. Rồi mã 17 này xin giao giá là 4 cây là 1 triệu. Rồi 4 cây 1 triệu luôn ha quý vị. Mã số 17. Rồi xuống cây luôn anh. Rồi mã số 18. Quý vị thích cái lô này, quý vị lấy cái số lượng nhiều thì ảnh tính cái giá bớt cho quý vị nữa ha. Nói chung là mua xe tải thì dạ. Xe tải thì bớt cái giá lại nữa. Quý vị mua nhiều thì ảnh
đỡ cái tiền vận chuyển không quý vị? Rồi, cái mã 18. Rồi, hoành thằng anh. Cái lớn đi là 26. Dạ. Hoành cái này là 28. Rồi. Chúng mình từ 26 tới 28. Này quý vị nào mà có ấy về làm vườn lại nuôi lại ha quý vị. Nuôi ghép ha. Rồi giá luôn anh. Mã 18 này xin giao lưu ý giá là cũng 1 triệu thôi. Rồi mã số 18 3 cây 1 triệu không quý vị. Rồi xuống cây luôn anh. Rồi cái mã 19 nha. Dạ. Hoành thân là 27 đúng. Dạ. Con cây này lớn nè. Cây này là 30 yếu và tính 29 thôi. Dạ. Luôn rồi, để đẹp quá vậy, đều hết luôn ha. Rồi giá luôn anh nhiều. Rồi cái mã là 19 này xin giao dinh lưu ý giá là cũng 1 triệu. Rồi 3 cây 1 triệu mã số 19, rồi xuống cây luôn anh. Rồi mã số 20. Rồi mã 20 này 4 cây. Rồi. Nhỏ nhất là 21. À đây cũng 21 luôn. Rồi vậy quay với lao động từ 21 tới 20 đi ha quý vị, trừ hao cũng được ha. Cũng được. Tại vì tiền nào của nấy quý vị. Đế cũng đa dạng ha. 1 triệu. Rồi 4 cây 1 triệu mã số 20. 21 ha. Mã số 21 1 triệu không mã quý vị. Mã 20 này mã 20 à. Rồi xuống cây luôn anh. Rồi mã số 21 lên bàn. Này 23 tính 22. Rồi, dao động ngang ngửa nhau không quý vị? Rồi giá luôn anh, mà rồi là cũng 1 triệu thôi. Rồi 4 cây mã số 21 triệu. Rồi, xuống. Rồi tiếp theo trong nhà không quý vị? Thì cái video này ảnh cái số lượng ảnh rất nhiều không? Quý vị nào mua cái số lượng nhiều thì ảnh tính để giá sỉ không quý vị? Tới mã 22. À. Rồi mã 22 lô 5 cây ha quý vị. Vô 5 cây. Chiều cao là 80. Rồi. Hoành thân đó là 24. Rồi, hoành thân dao động từ 24 tới 23, 22 tới 24. Rồi, 22 tới 24 không có gì. Rồi giá luôn anh. Rồi, mã 22 này cũng xin giao lưu giá là 1 triệu. Rồi mã 22 1 triệu luôn không có gì. Rồi xuống cây luôn anh, 5 cây 1 triệu. Nói chung là anh bán cũng đồng giá thôi không có gì. Rồi mã số 23 là 6 cây ha quý vị. 6 cây quanh dao động nó chắc cũng từ 20 trở lên ha quý vị. Từ 20. Đúng 20. Từ 20 trở lên quý vị. Đúng 20 đó. Rồi quanh dao động nó 20 ha quý vị. 6 cây. Rồi giá luôn anh. Rồi mã 23 này là xin giao lưu giá cũng 1 triệu. Rồi 6 cây 1 triệu lô 23, rồi xuống cây luôn anh.
Rồi mã 24 5 cây ha quý vị. Lô số 24. Chiều cao cũng đúng 20. Rồi. Hoành thân đúng 20. Mã 24. Nói chung là 20 điều. Đây anh em quý vị có một số đó, thì trong lô có một số cây nó cũng lên xù cám ha quý vị. Rồi giá luôn anh. Rồi 5 cây này mã 24 này xin giao lưu giá là cũng 1 triệu. Rồi mã số 24, 5 cây 1 triệu luôn ha quý vị. Rồi xuống cây luôn anh. Rồi tới mã 25. Rồi. Hoành cây bự nhất. Hoành cây bự nhất là tới 23. Rồi cây nhỏ nhất anh. Cây nhất nè. Cây nhỏ nhất là 18 nè. Rồi 18 tới 23 ha quý vị. Có cây trên uống đù. Dạ. Đây lên nó bị phù không quý vị. Giống như này nói chung là lên xù không quý vị, mà anh không tính xù, thật tế cây này xù không quý vị. Cái đó là thật tế là xù chảy rồi quý vị, nhìn cây biết ha. Rồi giá luôn anh. Rồi xin giao lưu ý giá là 5 cây này 1 triệu. Rồi mã số 25 5 cây 1 triệu luôn. Rồi xuống cây luôn. Số 26. Mã 26. Còn cây nữa. 5 cây. Rồi. Hoành coi hoành dao động. Hoành dao động 20. Rồi. Hoành này cũng đúng 20 luôn. Rồi. Ngang ngửa 20 ha quý vị. Để rồi thì thấy ha. Rồi giá luôn à. Rồi mã 26 này xin giao lưu ý giá là cũng 1 triệu. Rồi 5 cây 1 triệu 26 luôn. Rồi xuống cây luôn à. Rồi mã số 27. Rồi cái mã 27. Rồi. Hoành thân nó là 19. Rồi 19 dao động từ 19 trở lên không quý vị? 19 trở lên. Rồi cái này 20, 19 20. Rồi. Rồi giá luôn anh. Rồi mã 27 này xin giao lưu giá là 5 cây này cũng 1 triệu. Rồi mã 27 5 cây cũng là 1 triệu không có gì. Rồi xuống cây. Mã 28 cũng 5 cây luôn. Rồi mã 28 này cũng 5 cây. Thì mình thấy hoành thân dao động cũng từ 19 tới 20 ha quý vị. Đúng là 20. Dạ. Từ 19 tới 20. Được cây này coi. Rồi cũng đúng 20, 19 20 đi. Rồi giá luôn anh. Mã 28 này cũng xin giao lưu giá là 1 triệu. Rồi mã 28 triệu luôn ha quý vị. Rồi xuống cây luôn anh. Mã 29. 5 cây. Đa dạng. Đây là 19 18 dư tính 18 thôi. Rồi mình dao động 18. Dao động 18. 18 trở lên ha quý vị. 18 trở lên tới 20 hai mấy ha. Đa dạng rồi giá luôn anh. Mã 29 này 5 cây cũng 1 triệu. Rồi 29 5 cây cũng là 1 triệu không quý vị. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã 30. Rồi mã 30. 6 cây. Hoành dao động 17. Rồi. Nói chung là 17 18. Rồi 17 18 không quý vị. Tiền nào của nấy quý vị. 6 cây. 6 cây. 6 cây giá luôn anh. Rồi mã 30 này xin giao lưu giá 6 cây là cũng 1 triệu. Rồi 6 cây cũng là 1 triệu không quý vị. Rồi xuống cây luôn anh. Dạ nhưng cây chưa tới 200 ngàn không quý vị. Mà trong đó thì anh hỗ trợ phí ship tới nhà quý vị ha.
À, 31. À, 31. Sáu cây. Rồi. 31 này 6 cây. Khoảng dao động 10 từ 17 tới 20 đi ha quý vị. Nhưng mà đúng 17. Thì dao động từ 17 tới 20 ha quý vị. 17 tới 20. 6 cây. Để cũng đa dạng hết luôn ha quý vị. Kiểu nào cũng có hết. Rồi giá luôn anh. Rồi mã 31 này xin vô lưới giá là cũng 1 triệu. Rồi 6 cây cũng là 1 triệu ha quý vị. Rồi, xuống cây luôn. Chung thì cái video hôm nay gửi đến quý vị anh bán cái giá hình như 4-5 cây cũng là 1 triệu không quý vị. Nó mức đồng giá nhưng mà quan trọng cái số cây. 5 cây, 4 cây, 6 cây. Quý vị xem thích lô nào cứ mua nhiều thì ảnh giảm giá cho quý vị nữa ha. Mã 32. 5 cây. 6 cây luôn không quý vị. Mã 32 thì cũng có 6 cây. Dạ. Hoành này chắc 15, từ 15 tới 19. 16. 16 17. Rồi. Rồi giá luôn anh. Rồi 6 cây này xin lưu với mã 32 6 cây lâu với giá là cũng 1 triệu. Rồi 6 cây cũng là 1 triệu không quý vị. Rồi xuống cây luôn. Thì qua cái video này quý vị nào chưa rõ cái chi tiết cái lô nào á thì kết bạn cái Zalo của anh Nhiễu không quý vị. Cứ điện thoại dạ. Mình sẽ có giá tốt hết. Mã 33 cũng là 6 cây luôn. Sáu cây hoành dao động coi là cũng 17. Dạ. 17 18. 17 18 không có gì. Rồi giá luôn anh. Là cũng xin giao lưu giá là 1 triệu. Rồi. Xuống cây luôn. Không, 34 tới 34 cái lô này nè. Rồi 34 là 6 cây luôn quý vị ạ. Hoành dao động cũng từ mười mấy ha ha. Từ 17 đi. Rồi. Hoành dao động là 17 18. Rồi 17 18 không quý vị. Thì cỡ cái cây nào cũng cỡ búng tay mình hết ha quý vị. Rồi giá luôn à. Rồi mã 34 này xin lưu với giá là cũng 1 triệu. Rồi xuống cây luôn à. Ba mươi lăm. 35. 6 cây luôn. Đây cũng cỡ búng tay mình ha quý vị. Thân là 15. Rồi. 15 16. Rồi giá luôn anh. Mã 35 này 6 cây cũng là 1 triệu. Rồi 6 cây, mã 35 triệu luôn ha quý vị. Rồi xuống cây luôn. Mã 36. 6. Là 6 cây luôn quý vị. Là 6 cây. Rồi. Trong đây có cây này nhỏ nhất không quý vị? Cũng cỡ 14 15. 19, con cây 19 nhỏ nhất thôi. Nhỏ nhất là 15. Rồi. Để đây quý vị. Rồi giá luôn anh. Mã 36 này đồng giá cũng 1 triệu. Rồi xuống cây luôn. Mã 37 này tới 7 cây luôn ha quý vị. Cái anh bán cái này anh bán giá này cho quý vị nào mới tập chơi ghép ha, mua về bỏ 1 triệu ghép thoải mái ha quý vị. 37 này 7 cây. Rồi hoành dao động thì cũng từ 14 tới 14 15. Rồi 14 15 đi ha quý vị, có thể hơn ha nhưng mà mình báo cũng trừ hao quý vị ha. Thì cũng có dư có thiếu không quý vị?
giá tiền nào của nấy. Rồi 7 cây rồi, mã 37 này 7 cây xin giao đuôi giá là 1 triệu thôi. Rồi xuống cây luôn anh. 8 cây chứ quý quý vị. Xin lỗi, 8 cây. Mã số 37 8 cây là 1 triệu ha. 8 cây 1 triệu. Rồi mã 38 cũng là 8 cây luôn hả quý vị. 8 cây này rơi vào bonsai hả quý vị. Rồi hoành dao động cũng từ 14 đi quý vị. Này cũng cỡ 44 cây mình ha. Nói chung là 14, 15, 16 dạ. Đa số 15, 16 gì? Đa dạng. Rồi giá luôn anh. 8 cây này xin giao lưu với giá là mã 38 mình xin giao lưu với giá là cũng 1 triệu. Rồi mà 8 cây 1 triệu luôn hả quý vị. Rồi xuống cây luôn mã số 38. Rồi mã 39 đây quý vị. Mã 39 gồm 3 6 cũng 8 cây luôn hả quý vị. Mã 39 này 9 cây. 3 6 8 cây à? 8 cây. 8 cây thì hoành dao động cũng từ 10 mình lấy 14 ăn lên đi ha quý vị. 13 đi. 14 để trừ hao đi. Rồi 9 13 14. Dạ. Rồi giá luôn anh. Rồi giá đồng giá cũng 1 triệu luôn. Rồi 39 cũng là 1 triệu luôn không quý vị. Rồi xuống luôn. 8 cây. Bốn mươi cũng là 2 4 8 cây luôn không có gì. Mã 40 cũng là 8 cây luôn. 40 cũng là 8 rồi cây. Anh đo hoành nhỏ luôn. Hoành nhỏ này là 14. Rồi cũng dao động 14 không có gì. 14 có 14 ăn lên không có gì. 14 15 16 8 cây 14 15 hoành dao động 14 15 16 không có gì. 8 cây có 1 triệu không có gì. Rồi xuống cây luôn anh. Rồi mã 40 này cũng 1 triệu. Số 40 41. 41 8 cây luôn. Tám cây thì mình cũng biết giá là 1 triệu luôn không có gì. Quanh nào cũng 15, 16. Rồi đa dạng đế nè. Rồi giá luôn à. Rồi, cũng là 1 triệu. Triệu luôn. Mã 41 xuống cây luôn à. Dao động cũng 15, 16. Dạ. Đúng là 15, 16. Rồi. Rồi 1 triệu luôn không quý vị? Rồi, 8 cây, mã số 42 xuống cây luôn. Rồi mã số 43. 43. 8 cây luôn không quý vị. Rồi hoành dao động thì nó cũng ngang nữa 13 14 15 rồi ha quý vị. 13 14. Cũng có cái lớn cái nhỏ ha, cũng là 1 triệu luôn không quý vị. Rồi xuống luôn. Rồi cũng là 1 triệu. Mã số 43 8 cây. Số 44. Số 44 cũng là 8 cây. Và 44 cũng là 8 cây. Thì cũng có cái bự cái nhỏ không quý vị. Trong bầy này thì chỉ có cây này nhỏ nhất không quý vị. Để cái đo cây nhỏ nhất không quý vị. Đâu cái nhỏ nhất là 13. Rồi 13 trở lên hả quý vị? Có cây này khoảng 19 20 hả quý vị? Thì nói chung cũng kéo qua kéo lại hả quý vị?
Rồi giá luôn à? Rồi cũng là 1 triệu luôn. Rồi mã số 44 còn anh nhỉ? Đây rồi. Là mã rồi, COVID, mã này số 45 đi. Khỏi lên bàn. Rồi khỏi lên bàn. Cái này là xin 40 cây mà xin giao lưu ý giá cho bà con là 2 triệu thôi. Đo một hàng 45, mã số 45 là bao nhiêu anh nói bao nhiêu? 40 cây. 40 cây hả quý vị? Khoảng từ 12 13. Rồi. 12 13. Thì mình vậy mình tính 10 từ 10 tới 13 đi anh hiểu không? 10 tới 13. Là 20 cây. 40 cây. 40 cây ha quý vị. Là 2 triệu bao ship ha quý vị ha. Bao ship cho quý vị tập ghép luôn. Rồi mã số 45, 40 cây 2 triệu quý vị. Rồi, cuối video thì mình cũng thay mặt anh Nhiễu cảm ơn quý vị dành thời gian quý báu xem hết video ha. Cũng mong được sự ủng hộ quý vị ha cho anh Nhiễu video tiếp theo ha quý vị. Mình xin cảm ơn. Mỗi thứ hết xong rồi lấy một chua sạch luôn mà.